tục ngày làm việc thứ bảy dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 sáng nay tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Phiên họp này Quốc hội thảo luận trực tuyến về luật cảnh sát cơ động. Theo đó, lực lượng cảnh sát cơ động được định hướng ưu tiên hiện đại hóa. Tuy nhiên, văn bản quy phạm pháp luật cao nhất trong lĩnh vực này mới là pháp lệnh, chưa tương xứng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trong tình hình hiện nay. Do đó, việc nâng từ pháp lệnh lên luật về cảnh sát cơ động rất cấp thiết, tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để thực thi tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tham gia thảo luận về dự án luật, bên cạnh tán thành sự cấp thiết trong việc xây dựng và ban hành luật cảnh sát cơ động, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị cần làm sáng tỏ hơn yếu tố chuyên trách đặc thù trong việc sử dụng biện pháp vũ trang của cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác, cũng như cần làm rõ như thế nào là trường hợp cấp bách khi lực lượng này thực hiện nhiệm vụ. Về dự thảo luật cảnh sát cơ động. Với tính chất của lực lượng cảnh sát cơ động là lực lượng tác chiến, sử dụng biện pháp vũ trang là chính, nhiều trường hợp sử dụng vũ khí đặc chủng, hỏa lực mạnh, hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động có liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thì việc quy định cụ thể các trường hợp cấp bách trong việc điều động các lực lượng đơn vị cơ động là rất cần thiết để làm căn cứ xác định phạm vi, quy mô điều động và công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo triển khai cảnh sát cơ động phù hợp với quy mô, tính chất các vụ việc. Cảnh sát cơ động. Đối với quy định cảnh sát cơ động được mang theo vũ khí vào cảng hàng không và lên máy bay dân sự trong trường hợp áp tải bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị cần cân nhắc việc mở rộng thêm đối với các trường hợp đối tượng áp giải. Vì trong thực tế, nhiều trường hợp cảnh sát cơ động phải mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện thiết bị kỹ thuật lên tàu bay dân sự để áp giải các đối tượng chưa bị khởi tố như đối tượng khủng bố, đối tượng hoạt động nguy hiểm có yếu tố chính trị hoặc các đối tượng khác có khả năng đe dọa sự an toàn của cảnh sát cơ động và những người trên máy bay. Qua nghe các ý kiến thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an đã có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án luật lần này.